mạng xã hội Nga lan truyền một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cường kích ném bom Su-34, thả bom dẫn đường UMPB D-30SN mới. Đoạn video ghi từ góc nhìn buồng lái của một chiếc Su-34 cho thấy bốn quả bom UMPB D-30SN đã được phóng đi ở khu vực Kharkov. Cánh của quả bom bung ra ngay sau khi được phóng. Theo các nhà phân tích quân sự, đây là cái nhìn rõ nét nhất về bom UMPB D-30SN Mảnh vỡ của bom này được ghi nhận lần đầu vào tháng 3 năm 2023 tại mặt trận Kharkov. UMPB D30 SN là sản phẩm quân sự mới nhất của Nga, nhằm nâng cao độ chính xác và khả năng sát thương trong các hoạt động tác chiến. Bom được thiết kế với chiều dài 2,7 m, đường kính 300 mm và được trang bị đầu đạn nổ nặng 100 kg. UMPB D30 SN được thiết kế phóng từ máy bay, sau đó lướt về phía mục tiêu để đạt được khả năng phạm vi mở rộng. Thiết kế này bao gồm các cánh cơ động, một động cơ tên lửa bổ sung và bộ phận dẫn đường được liên kết với hệ thống định vị vệ tinh GLONASS. Không chỉ được triển khai từ máy bay chiến đấu, loại bom mới của Nga còn được bắn từ các hệ thống phòng không mặt đất như Tornado S và BM-30 Smerch. Được biết, khi phóng từ mặt đất, loại bom này sẽ mang đến tầm bắn chính xác, mở rộng cho các hệ thống pháo tên lửa của Nga mà không cần phải mạo hiểm với các máy bay chiến thuật. Các nhà quan sát quân sự đánh giá loại bom mới của Nga là bước nhảy vọt về công nghệ quân sự, với tầm tấn công lên tới 90 km, gấp 3 lần so với bom thông thường. UMPB D30SN được trang bị thêm một động cơ giúp đẩy nó đi xa hơn nhiều so với vũ khí tiền nhiệm UMPC có thể đạt được. Lực lượng Nga bắt đầu sử dụng bom lượn ở chiến trường Ukraine vào đầu năm 2023 để bù đắp cho sự thiếu hụt vũ khí dẫn đường chính xác. Tiến sĩ Fabian Hoffman, nhà nghiên cứu tại Đại học Oslo của Na Uy, nói với Kiev Independent rằng Nga có số lượng lớn bom không dẫn đường và để không lãng phí nguồn lực này cũng như đảm bảo không cạn kiệt hỏa lực, quân đội Nga đã chế tạo các mô đun dẫn đường để biến chúng thành bom lượn dẫn đường. Trong những tháng gần đây, Nga đã tăng cường tấn công bằng bom lượn, được cho là hơn 100 quả mỗi ngày. Đầu tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã phóng tổng cộng 3.200 bom dẫn đường các loại vào Ukraine chỉ trong tháng 4. Một số binh sĩ Ukraine nói rằng lý do chính khiến Nga tiến nhanh ở tỉnh Kharkov là do Ukraine thiếu các công sự thực sự vững chắc để chống lại các cuộc tấn công bằng bom lượn của Nga. Tiến sĩ Hoffman nói thêm, bom lượn sẽ không phá hủy các bong ke dưới lòng đất hay xuyên thủng vài mét bê tông. Nhưng hầu hết các công sự của Ukraine dọc theo chiến tuyến đều dễ bị tổn thương trước sức công phá của loại vũ khí này.